như cuộc sống có bị bao vây bởi sự tối tăm và mệt mỏi, thì tia nắng lạc quan sẽ đến từ đâu? Ai sẽ đến đây hôm nay? Cùng đến với Studio H9 hàng cuối tuần. Anh chỉ muốn gọi em là nghệ sĩ Hoàng Yến thôi. Rất là nhiều lần muốn bỏ cuộc. Thôi anh đừng làm đạo diễn. Anh làm đạo diễn không được đâu. Mà mình đã tin vào một cái điều gì đấy mà mình chắc chắn là mình sẽ làm được ấy, thì mình cứ tin vào bản thân mình và mình đi tiếp thôi. Lâu lâu em hay có tính kiểu ăn thua một xíu ấy. Mình phải làm sao để mà mình chứng minh lại rằng là Dẹp thêm cái nữa này. Đó. Đó, mình phải chứng minh rằng lại được rằng là tôi không phải là con người như vậy. Quý vị thân mến, theo như trailer mà quý vị vừa xem thì chắc chắn quý vị đã nhận ra khách mời ngày hôm nay phải không ạ? Xin mời quý vị cùng đến với Studio H9 hàng cuối tuần cùng với khách mời, đó chính là nghệ sĩ Hoàng Yến Chibi. Lời đầu tiên cho phép Hoàng Yến xin gửi lời chào thân thương đến anh Tùng cũng như là tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình Studio H9. Mình là Hoàng Yến Chibi. Này nhé, bình thường là anh sẽ phải gọi đầy đủ như thế, nhưng mà thật tâm là anh chỉ muốn gọi em là nghệ sĩ Hoàng Yến thôi. Tại vì cứ mỗi lần gọi Chibi là thấy em bé tí á. Nhưng mà tại vì cái đấy nó là một cái nickname đi theo cái kỷ niệm của em ý, nhân vật đầu tiên em đóng. Thế nên đâm ra là em gắn liền với em luôn. Và như quý vị thấy là Tùng gọi bạn là nghệ sĩ là bởi vì sẽ rất là mất công cho người dẫn chương trình phải liệt kê ra các lĩnh vực mà người ấy tham gia. Và hôm nay thì nghệ sĩ Hoàng Yến Chibi quay trở lại với chương trình. Và để minh chứng là tôi có nhìn bạn này một chặng đường đi và có nhìn thấy sự thay đổi của bạn, thì xin mời quý vị chúng ta cùng đến với từ khóa đầu tiên mà chúng tôi dành cho Hoàng Yến: bản lĩnh. Lẽ ra khi mình nói đến Hoàng Yến Chibi thì mình sẽ nói là đa năng, đa tài, rồi trẻ đẹp, rồi xinh xắn, rồi các kiểu. Nhưng mà thật ra thì tôi nghĩ cái từ hợp lý với bạn ấy nhất trong giai đoạn này đó chính là bản lĩnh. Dạ, trộm vía thì em cũng được thừa hưởng cái sự mạnh mẽ từ mẹ em khá là nhiều á. Bởi vì là trong cái cuộc sống hàng ngày của em ấy thì em quan sát và thấy công việc gì mẹ em cũng có thể làm được. Thì em mới bảo là mình là con mẹ, tại sao mình không thể nào mà làm được như vậy. Thế là em quyết định là em kiên trì. Và cho tới khi mà em ra được cái first EP đầu tiên của em xong, thì em mới cảm thấy là mình tự hào về bản thân mình. Bởi vì mình đã rất là nhiều lần muốn bỏ cuộc, nhưng mà mình đã không hề dừng lại để mình có được ngày hôm nay. Còn anh thì anh sẽ giải mã từ bản lĩnh dành cho em ngày hôm nay qua 3 điều thưa quý vị. Điều đầu tiên đó chính là cô gái này hãy tham gia vào lĩnh vực nào, ở tác phẩm nào thì cũng làm rất là tốt cái vai trò của mình. Từ các bộ phim đến những cái ca khúc riêng của mình. Và đặc biệt là cái bộ phim gần nhất thì mặc dù em chỉ tham gia vào vai cameo trong cái phim có anh là Trước Giờ Yêu, đúng không? Đúng thì bạn vẫn làm rất là tốt và phần của bạn hầu như là tròn vẹn. Cảm ơn anh. Điều thứ hai, cái bản lĩnh đó nó thể hiện ở chỗ là những ca khúc gần đây của Hoàng Yến là cái tính nữ quyền rất mạnh mẽ. Và trong đó mình thấy được rằng là tôi là chính tôi, tôi sẽ sống cuộc sống của tôi một cách độc lập, tự do, hạnh phúc, mà không lệ thuộc vào bất cứ một điều gì khác, ngay cả là những định kiến mọi người vốn dĩ dành cho giới của tôi. Điều thứ ba đó chính là thông thường những cô gái có cá tính mạnh thì thường sẽ thể hiện cái sự mạnh mẽ của mình ra bên ngoài rất nhiều, nhưng Yến thì không. Yến biết cách điều tiết cái sự mạnh mẽ của mình, và đó chính là một trong những yếu tố thể hiện cái sự bản lĩnh rất là lớn của em. Thực ra em cũng không có đến mức độ bản lĩnh như anh nói đâu, mà nhiều khi là có những cái giây phút là em đã từng là có một cái chuyện gì đấy mà mình mong muốn làm, thì em bắt đầu đi kể với mọi người. Em kể với mọi người xong mọi người bắt đầu gàn em là thôi đừng có làm, không nên thế này thế kia đâu các thứ. Thế xong rồi, nhưng mà em vẫn rất là muốn làm những cái chuyện đó. Thế là từ lần sau là em nhất quyết là em không kể nữa. Cho tới khi nào mà em làm xong, em làm ra được một cái gì đấy mà em cảm thấy là cái này mình có thể đi khoe được, thì lúc đấy em mới bắt đầu mang đi khoe. Đó, thì lúc đó thì mọi người mới bảo là ôi sao mà làm được như thế này, sao làm được như thế kia. Đấy, thì ý là nếu mà mình đã tin vào một cái điều gì đấy mà mình chắc chắn là mình sẽ làm được ấy, thì mình cứ tin vào bản thân mình và mình đi tiếp thôi. Giả dụ mà nó có sai ấy, thì mình sẽ chọn lại theo một cái phương thức hay là một cái cách nào đấy để mình vẫn hoàn thành được cái mục tiêu của mình, nhưng mà theo một cái con đường khác, chứ đừng có bỏ cuộc. Đúng nha rồi, mọi người. Đúng. Gian cái đi nè. Đấy. Anh là rất là giống em luôn á. Không nên bỏ cuộc. Anh giống em chỗ này nè. Ví dụ như anh có hội bạn thân á, xong rồi cứ ngồi anh khoe là này anh chuẩn bị làm đạo diễn nha. Thôi đừng làm Tùng ơi. Xong hoặc là thậm chí là người ta rất là chân thành với mình luôn á. Đúng rồi. Người ta nói rằng là này anh ơi, anh chỉ giỏi về content, về nội dung thôi, anh đừng làm đạo diễn. Anh làm diễn như không được đâu. Nó là bạn thân mà cũng nó còn nói thế. Rụt mình lại. Thế là anh quyết định là không nói nữa. Mình làm xong nó ôi mình làm được à.
nhưng mà ta không nói trước nữa đó. Tại vì không bao giờ nên bỏ cuộc quý vị ạ. Đó là đúng điều rồi, chính xác đúng rồi. Mình chỉ có mình hiểu mình là mình muốn cái gì thôi. Đúng rồi. Và bây giờ sẽ là gói câu hỏi nhanh dành cho Hoàng Yến TV cho đúng format của chương trình nha. Dạ. Và câu hỏi số 1 đó chính là ba từ Hoàng Yến tự miêu tả về bản thân. Mạnh mẽ này, lạc quan này, tự tin. Ok. Câu số 2, bài hát hoặc vai diễn nào yêu thích nhất ở bản thân? Thời điểm trước thì là Ngây Ngô, thời điểm bây giờ là Các Khúc Duyệt. Còn vai diễn mà yêu thích nhất thì vẫn là Hiểu Phương trong Tháng Năm Rực Rỡ. Câu số 3, điều nuối tiếc nhất ở bản thân? Không có một điều gì nuối tiếc cả. Câu số 4, vai diễn đang mong chờ? Vai diễn đang mong chờ là một vai diễn đột phá, tức là trước giờ Hoàng Yến TV chưa bao giờ thử. Và câu số 5, mong ước lớn ở thời điểm hiện tại? Làm sao để có những sân khấu mình hát những cái ca khúc của mình đã ra mắt một cách thoải mái nhất, hoành tráng nhất, vui vẻ nhất. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu trò chuyện một cách chính thức. Cái bài hát mà đối với anh là trước bài Duyệt mà anh thích đó chính là cái bài mà Em Muốn Lật Kèo á. Em xin lỗi. Anh rất thích bài đó. Và anh đang muốn hỏi em là từ ý tưởng nào mà em quyết định đi theo một cái hình ảnh nữ cường trong âm nhạc hiện đại? 4 năm về trước em gặp lại anh Hưng, nói chuyện với anh Hưng, chơi lại với anh Hưng thì em thấy là mình phải thay đổi bản thân mình đi một xíu. Tại vì em thấy là kể cả những cái dòng nhạc mà em đã hát hay là những bài hát mà em sáng tác ra ấy, nó vẫn hơi nhẹ nhàng. Em muốn là mình được đứng ở trên sân khấu, mình được trình diễn, tức là mình vừa hát, mình vừa nhảy, tức là mình vừa lắc lư theo nhạc, xong rồi ánh đèn chiếu vào mình, rồi khán giả ở dưới nhảy theo bài hát của mình đấy. Thì tự nhiên là em lại muốn cái cảm giác đó nhiều hơn. Thế là em mới tự nhiên chơi thân lại với anh Hưng. Thế em mới nhờ anh Hưng là anh Hưng xem sao, có gì viết giùm em mấy bài để em làm một cái EP. Thì tới cái lúc mà em ra cái ca khúc Em Xin Lỗi á, ra MV á, là cái đấy nằm trong kế hoạch của em. Đó, thì nói chung cũng 50-50 lắm. Có rất là nhiều người thích nhưng mà cũng có rất là nhiều người không thích. Bởi vì trước giờ thì mọi người nghe quen thuộc em hát pop ballad hơn, nghe em hát những cái dòng nhạc mà kể chuyện hơn. Thực ra thì bây giờ con người em là cũng hơi quậy quậy xíu rồi. Thế nên là em cũng mong muốn là khán giả cũng mở rộng lòng hơn ra đối với em, và mong mọi người có thể cho em cái khoảng thời gian để mình có thể hát được những cái âm nhạc mà mình yêu thích. Anh cũng là dạng là làm gì cũng có 50-50 á. Có là người thích thì rất thích, một người không thích thì rất không thích. Nhưng mà cũng không sao đâu, bởi vì là nếu mà không có 50-50 như thế thì nó sẽ không có những cái trải nghiệm cho mình, đúng không ạ? Tại vì nhiều khi nhá, em ra cái bài hát Em Xin Lỗi lúc đấy xong, em đọc bình luận của mọi người, thế là em mới bắt đầu đúc kết cùng với team em, rồi bắt đầu ra được những cái kinh nghiệm mới để cho cái bài hát tiếp theo. Thì đấy, bài hát tiếp theo cũng đỡ hơn được chút xíu. Kiểu vậy. Tùng kể quý vị nghe, có nghĩa là khi mà Tùng mới ra cái talk show đầu tiên á quý vị, là hầu như ngày nào Tùng cũng lên trên mạng để xem, vì ngày xưa nó chưa có Facebook này kia đâu, mà là diễn đàn á. Và mình lên mình xem họ ghi cái suy nghĩ của họ vào á, là mình mệt mỏi lắm, kiểu giống như là trong 10 cái thì khoảng chừng 2 cái khen thôi, còn là chê đủ đường mà chê những cái điều nó không đúng á. Và lúc đầu anh vẫn còn rất mất thời gian để anh ngồi trả lời cho em nhé. Sau một thời gian mình thấy làm sao mà làm cho hết nhờ. Đúng rồi. Thế là tôi mới quyết định làm thôi quý vị ạ, tức là mình cứ tập trung vào việc của mình thôi. Đúng. Thì rõ ràng thì hiệu quả nó vẫn sẽ có, nhưng mà cái độ mệt của một người nghệ sĩ, ví dụ nó chỉ khoảng 5 thôi thì nó sẽ tăng lên 15 mỗi khi mà rơi vào tình trạng như vậy. Ngày xưa thì đúng là mình đọc mấy bình luận tiêu cực thì mình cũng hơi áp lực thật. Thế nhưng mà em không biết mọi người sao, nhưng mà em thì lâu lâu em hay có tính kiểu ăn thua một xíu ấy. Tức là đọc cái bình luận nào mà mình cảm thấy không đúng với mình thì mình sẽ phải làm cho tròn cái trách nhiệm, cũng như là mình phải làm sao để mà mình chứng minh lại rằng là thêm cái nữa này. Đó mình phải chứng minh rằng lại được rằng là tôi không phải là con người như vậy. Tôi là một người làm được cái này, tôi làm được cái kia. Và đấy, đây là cái điều mà tôi cho bạn thấy. Nhân đây em cũng xin cảm ơn mọi người luôn, bởi vì ngày xưa mọi người đã chỉ ra những cái mà em chưa tốt, cũng như là những cái điều mà em còn chưa làm được ấy, để bây giờ em đã làm được rồi. Thật ra là tôi rất là bức xúc cho Hoàng Yến mỗi khi mà tôi đọc mấy cái bình luận có là kém duyên á. Bởi vì tôi nghĩ như thế này là không thể nào mà gọi là phỉ báng và lật đổ hoàn toàn cái công sức của người ta xây dựng một cái hình ảnh rất là lâu và tốt như vậy. Thì tốt nói... chưa? Anh làm sao mà anh đáp ứng được ý kiến của cả 100 người được, 1.000 người được, 1 triệu người được. Thế bây giờ mình cố gắng là mình sống được ở cái đam mê của mình. Mình kiếm tiền được bởi cái đam mê của mình. Những cái bài hát của mình, những cái bộ phim của mình làm cho người ta cảm thấy là người ta cảm được.
em bây giờ là chỉ cần thế thôi. Cái cuộc sống của mình sống sao cho nó đẹp và làm sao để mà Hoàng Yến Chibi có thể truyền động lực cho mọi người để mọi người sống tốt hơn, sống khỏe hơn, sống lạc quan hơn. Đấy, cái đó cũng chính là cái mà tôi nghĩ về cô này, là tôi nghĩ về bản lĩnh, thưa quý vị. Với là hồi nãy tôi rất là thích Hoàng Yến nói một cái câu đó, chính là thực ra mình vượt qua chính mình giỏi hơn chính bản thân mình ngày hôm qua đã là một điều rất là hay rồi. Nhưng mà sẽ càng hay hơn khi mà mình còn vượt qua được cả những định kiến của mọi người dành cho mình. Vậy thì bây giờ câu hỏi tiếp theo đó chính là ở trong lĩnh vực điện ảnh thì chúng ta thấy là Hoàng Yến cũng là một gương mặt gọi là sáng giá. Nhưng mà có một cái vấn đề mà rất là nhiều anh chị em cùng nói với nhau đó là gương mặt của Yến á, nó trong trẻo quá, cho nên sẽ rất là khó giao những cái vai mà tính cách mạnh hoặc là nó có những cái số phận nó hơi bi thương hoặc là đen đuốc. Thật ra mà nói điều đó vẫn không đúng, bởi vì Hoàng Yến cũng đã chứng minh rồi ở trong Thất Sơn Tâm Linh, đúng dạ, không? Đúng. Thì em cũng đã chứng minh là em đóng vai cô Câm rất là tuyệt vời. Nhưng mọi người vẫn nói cô nhìn vào vẫn rất là kiểu trong trẻo, đáng yêu. Thế nên bây giờ mới cần một vai diễn mà phải để làm sao để khi mà em quay trở lại với màn ảnh rộng thì mọi người sẽ phải kiểu wow, đây là Hoàng Yến Chibi à? Đó, thì em đang chờ một vai như vậy 4 năm rồi. Thật ra trong cái Trước Giờ Yêu là anh thấy là nó cũng là một, dù là rất ngắn nhưng mà nó rất khác. Quá là lâu rồi em không quay trở lại với điện ảnh ấy. Anh biết là lúc đấy là quay có 3 ngày thôi, mà về em nhớ đoàn phim 3 tuần. Ôi giời. Là tức là cái cảm giác mà lúc mà ở trên đoàn phim cùng với mọi người nó rất là vui luôn. Mà ngày xưa thì mình được ở trong đấy từ 3 tháng, 6 tháng lận. Mà lúc đấy thì mình còn kiểu ôi trời, rất mệt quá, trời muốn nghỉ quá này kia. Và bây giờ thì thèm, đó. Nên là em cũng nghĩ là rất là khó đối với em bây giờ khi mà để có một cái vai diễn nào đấy mà làm cho bản thân mình phải đã trước đã. Đó, thì hiện tại em vẫn đang trên con đường tìm kiếm cái vai diễn đó. Anh có một cái kịch bản này hay đó, anh nghĩ là em làm được này. Anh có kịch bản tên là Xưa Rồi Diễm. Đó là một cái cuộc tranh giành người yêu của đứa con gái với mẹ. Trời ơi, trời ơi cũng khó ha. Chứ bình thường ở ngoài em cũng thương mẹ dữ lắm chứ bộ, chứ nếu mà làm vậy là em cũng nhường mẹ luôn á. Nói đùa thưa quý vị, thật ra đúng đấy, là có những cái thuộc về thế mạnh của người nghệ sĩ đôi khi nó cũng sẽ là một cái giới hạn. Ví dụ như Yến là nhìn trong trẻo quá, người ta lại rất ngại giao những cái vai độc ác kiểu vậy. Nhưng mà đúng ra là nếu như mà có kịch bản hay thì vẫn sẽ có những nhân vật như thế. Tôi vẫn còn nhớ ngày xưa tôi rất là thích một cái phim mà Macaulay Culkin đóng. Bạn có một cái vai gọi là ấn tượng rất mạnh luôn. Đó là một cái bề ngoài rất thiên thần nhưng mà bên trong là một con ác quỷ. Bạn đóng vai một cậu bé mồ côi. Và được cô của mình mang về nuôi. Và khi mang về thì bạn rất là yếu ớt và rất là trong trẻo. Nhưng mà tất cả mọi thứ trong nhà bạn đều sẽ giành giật cho bằng được để bạn ấy được. Vì bạn ấy mất hết cả gia đình, nên bạn nghĩ rằng là bạn có quyền được giành lại. Và các bạn lên một cái kế hoạch là hễ mà cô của bạn yêu ai hoặc yêu con gì thì bạn tiêu diệt điều đó. Nhưng mà điều đặc biệt nhất là không ai biết hết và không ai tin hết. Đúng rồi. Ngoại hình của em chưa tới nghĩ nó yếu điểm nha. Nhưng mà có thể bây giờ nó đang hơi yếu điểm một xíu, vì nó đang ở cái tầm hơi lửng lửng một xíu, nó hơi khó. Đúng, thật sự là như vậy. Thế nhưng mà em nghĩ là nếu mà có một cái vai nào đấy mà thực sự phù hợp với thì em sẽ cố gắng 100 phần nghìn để có thể hoàn thành đấy, tốt. Anh thì bây giờ mình hãy nói đến điều cuối cùng của phần 1 nha. Đó là bài hát mới nhất của mình. Duyệt. Bài đấy thì là một bài mà gọi là kiểu em ưng rất nhiều, hiệu ứng TikTok ưng luôn. trộm vía. Thì tại vì ca khúc đấy đối với em ấy là một cái bài hát mà giống như là cái con người của em luôn á. Đó. Thế tức là ý là em là một người gái không tầm thường, nên anh nghĩ rằng em bình thường đấy, kiểu thế. Tức là giống như là em đang nói về con người của em vậy đó. Thế nên là lúc nào mà đi hát cũng thế, đi hát mấy bài mới mà anh Hưng viết cho em ấy rất là sướng. Đấy, giống như là em đang kể một câu chuyện cho mọi người nhưng bằng một cái tiết tấu nó nhanh hơn, nó vui hơn. Anh rất là ủng hộ em đi trên con đường này. Và tôi nghĩ là không chỉ là các bạn trẻ mà cả tôi và cả các anh chị cùng lứa của tôi, chắc chúng ta cũng nên có một cái năng lượng như Hoàng Yến. Có nghĩa là hãy tin vào bản thân, tại vì cái điều đó nói nghe nó dễ nha. Nhìn nó sẽ rất khó khi mà bản thân mình luôn luôn đứng trước cái sự trông chênh của chính bản thân. Đúng. Là mình có giỏi để làm cái điều đó hay không, mình có đủ sức để làm cái điều đó hay không. Điều thứ hai là mình cũng phải đứng trước cái sự trông chênh của chính bản thân mình và những người xung quanh. Mình biết là họ yêu mình nhưng họ luôn cản mình, bởi vì họ nghĩ rằng mình sẽ không đủ sức để mà đương đầu với thất bại mà mình sẽ gây ra. Nhưng thật ra trên cái cuộc đời này là chỉ có bản thân mình mới hiểu được rằng là sức mạnh mình sẽ lấy từ đâu và mình sẽ làm gì cho điều đó. Nên tôi nghĩ rằng là kết thúc phần đầu tiên, xin được phép lấy chính cái ý của Yến ra để mà tặng quý vị, đó là hãy tin vào chính bản thân mình khi mình nghĩ về ước mơ của mình. Còn bây giờ thì xin mời quý vị đừng chuyển kênh, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.
Ở phần 2, chúng ta sẽ cùng đến với mật mã giải trí và những thử thách mà ban biên tập của chương trình dành cho khách mời. Trong mỗi lá thăm này sẽ là một cái tình huống trong cuộc sống. Dạ. Nhưng thay vì mình sẽ trả lời tình huống đó bằng một cái câu nói thì là sẽ là một câu hát. Trời ơi, khó vậy? Đấy. Ôi, thử nha. Ừ. Dạ. Khi thất tình, vậy thì anh xin chết vì người anh thương. Có biết bao nhiêu điều còn đang vấn vương. Dành cho em dành hết ân tình anh mang trong đời. Đừng làm trái tim anh đau. Đó, cũng buồn mà đúng không? Đấy, buồn nhưng mà vẫn vương lắm đấy. Không đến nỗi bi lụy. Tại vì em đã trải qua cái đoạn bi lụy rồi, bây giờ trong người em không còn cái năng lượng bi lụy đấy đâu. Ôi giời, cái gì đây mà dài thế ạ? Gặp một anh chàng đúng gu nhưng bản thân phải slay là phải hát đúng bài của Hoàng Yến luôn, kiểu nhìn anh thì cũng duyệt, cao to thơm tho xinh tươi, nên nhìn anh thì cũng duyệt, trông anh như trai đôi mươi, nếu là thật thì quá tuyệt, sẽ tuyệt vời hơn nếu anh là bạn trai của em. Đó. Dễ thương. Em bảo là cái bài của em ấy, lúc mà ra là kiểu có ai mà thích cái bạn nào đấy mà không dám nói thì cứ gửi nguyên cái đoạn sau đấy đi là người ta tự hiểu. Ôi giời, khi say á hả? Và em chẳng biết lời hứa anh đã lừa dối đúng chưa hay vẫn còn nữa. Người lạnh lùng để gió cuốn trôi tình em nhẹ như cánh hoa. Người chẳng thiết tha đánh rơi tình ta. Chết say là hát này buồn khóc chết. Em bình thường say là chỉ sao hát mấy bài vui. Thấy tình huống để hát cái bài tôi thích nha. Hát bài gì? Xin lỗi Sino rồi đó hả? Để xem tình huống cuối cùng này hát có chuẩn không nào. Khi đi chữa lành cùng hội chị em. À, thế nên mỗi đêm chỉ biết khóc thầm một mình, chẳng dám nói lời tỏ tình cùng ai. Mình tâm sự thấy anh cười vui bên cạnh ai khác. Trái tim của em một lần vỡ nát, thế nhưng bản thân chẳng biết phải làm gì đây. Đấy, kiểu kiểu thế, đúng không? Đi với bây giờ hết em. Rồi, coi như tặng anh một đoạn. Em muốn chia tay á? Không dễ đâu anh, em muốn lật kèo á? Không dễ đâu anh, thật á? Không dễ đâu anh, sit down, sit down, sit down, please. Thích chưa? Trời, thích mà nó giả mang luôn. Trời, tức là khi mà em hát những cái ca khúc kiểu vậy ấy, là giờ cái cảm giác của em nó cũng thoải mái lắm. Rất là vui vẻ đó, tức là giống như là kiểu mình đi trò chuyện với khán giả luôn ý. Đấy, thế cũng vui lắm. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần 3 của chương trình hôm nay. Cũng đúng như mọi phần mà Tùng chờ đợi của chương trình, nó bao giờ cũng sẽ là phần 3. Mùa này thì anh rất là muốn mọi người sẽ nói về một kỷ vật nào đó mà mình yêu quý. Nếu mà nói về kỷ vật, em sẽ nói về điều gì ở mình? Em nghĩ chắc là em sẽ nói về cái hòn đá. Tức là cái hồi dịch á, thì em có coi mấy chương trình ở trên YouTube, thì người ta có nói về việc là trong nhà mình đang có cái hòn đá mà mình trồng cây á, thì mình lấy cái hòn đá đó xong mình rửa sạch đi, mình lau đi. Xong rồi mỗi tối mình cầm cái hòn đá đó của mình á, xong mình nói về một cái điều mà mình biết ơn trong ngày. Thì cái hồi mà em mới cầm nha, là cái đá nó sần sùi lắm nha, mà giờ là nó mượt, nó trơn. Là lúc đấy, từ lúc đấy đến giờ là cũng khoảng gần 2 năm rồi. Từ cái giây phút mà em bắt đầu biết ơn mỗi ngày với từng điều á, thế xong rồi em thấy là ồ, mà hôm nay biết ơn có mỗi một điều với hòn đá này thôi thì ít quá đúng không. Thế sau là em viết thêm nữa, là em viết ra một cái quyển vở nữa là 10 điều biết ơn nữa. Thế là mỗi một ngày em có 11 điều biết ơn. Và xong rồi là ngày nào em cũng biết ơn tất cả mọi người, tất cả những cái thứ gì mà em gặp ngoài đường. Từ lúc đấy xong em thấy là ồ, cái cuộc đời của mình nó trở nên nó lạc quan hơn, nó vui vẻ hơn. Kể cả cái ánh mắt của mình khi mà mình nhìn mọi người ấy. Đó, kiểu như vậy. Thì em nghĩ là cái này nó gọi là kỷ vật mới đây thôi. Chứ cũng không phải là kiểu quá cũng là lâu mà. Rồi. Đấy, thì nó rất là ý nghĩa đối với em. Rất ý nghĩa đấy. Em có niềm tin vào bản thân mình, có niềm tin vào cái chuyện mà mình làm ấy. Đó.
Thế là từ cái chuyện mà hòn đá nó sần sùi mà tới bây giờ là cái hòn đá nó nhẵn nhồi luôn. Như là đục mài á. Về mặt lý tính nó cũng có mà về mặt cảm xúc nó cũng có. Đúng. Xong rồi bây giờ cái quyển tập á, lúc đầu nó mới, nó trắng tinh mà bây giờ mình viết mỗi ngày á, giờ còn có chút xíu trang này nữa là hết rồi. Mà nhìn nó cũ theo thời gian nữa, mà ý là lúc mà lâu lâu mình thấy kiểu thấy suy sụp bởi một điều gì đó thôi ấy, thì mình mở cái đấy ra mình đọc. Hay đấy. Là có những ngày mình vui như thế cơ mà. Trong tình yêu của em cũng vậy. Khi mà người ta làm cho mình rất nhiều điều tốt, em cực kỳ ghi nhận những cái điều đó. Và em cố gắng để nhớ cho bằng hết tất cả những điều tốt người ta làm. Để đến khi người ta làm một cái điều gì đấy xấu với mình, mình liệt kê trong đầu ra là ừ may quá người ta chỉ làm một điều xấu thôi, còn rất nhiều điều tốt người ta đã làm rồi. Hay bỏ quá. Qua đi. Một lần thôi cũng được, hai lần thôi cũng được, cái chuyện nào nhỏ mình bỏ qua được thì mình bỏ qua. Đó, kiên nhẫn chấp nhận chịu đựng. Cái này hay nhỉ. Đấy. Tôi sẽ lấy cái này làm ý tưởng cho một bộ phim, cũng vở của những điều biết ơn. Cô gái lúc nào cũng ghi vào đó những cái điều cô ấy biết ơn, đặc biệt là biết ơn tình yêu của mình cho đến ngày cô ấy gặp một cái điều do bên kia nó làm đúng một điều. Và cô về cô suy nghĩ này một điều nha, này 100 điều nha, nhưng mà mình vẫn đúng tức. Đúng, thực ra là đúng là mình vẫn tức ngay những cái giây phút đầu á, thì em chưa làm quen được với cái điều đấy là em vẫn còn khó chịu lắm, là tại sao lại làm như vậy, không thể lý giải được cái điều mà người ta làm với mình. Nhưng mà về sau thì mình bắt đầu suy nghĩ là à, không ai có thể hoàn hảo được hết tất cả. Người ta đã tốt với mình cái này rồi thì thôi, lâu lâu cho người ta xấu xấu xíu cũng được. Xấu ở cái khoản mà mình chấp nhận được thôi nha. Chứ mà xấu quá là cho đi luôn đó. Đúng, chính xác. Thôi mà phải dè thêm cái nữa. Đó. Không ngờ anh em mình lại giống nhau nhiều đó nha. Ngày hôm nay thì một cái lắc cắt chỉ 30 phút để cùng trò chuyện với Hoàng Yến GB. Chắc là Tùng cũng đã mang được một cái điều nho nhỏ, đó là một cái tia nắng hạnh phúc và một tia nắng lạc quan của cô gái này đến cho quý vị. Thật ra câu chuyện thì về bản lĩnh, nhưng mà cuối cùng thì cái bản lĩnh đó thì không phải là chỉ mang lại thành công trong cuộc sống, mà điều tốt đẹp nhất đó chính là đem đến cái sự bình yên và lạc quan trong trái tim của mình. Và rất là cảm ơn Yến đã dành tặng cho anh cũng như khán giả của chương trình điều đó. Cảm ơn anh. Và rất là mong mọi người là mỗi ngày trôi qua sẽ là một ngày vui. Mong mọi người là sẽ luôn luôn tìm thấy mục đích của mình để sống nha. Và mong mọi người là sẽ luôn yêu thương gia đình của mình. Chúc mọi người sẽ thật nhiều hạnh phúc. Chúc anh Tùng Liêu ngày càng thành công hơn nhé. Cảm ơn em. Không có gì quý giá hơn nếu như mà ngày hôm nay mà quý vị cảm thấy trong lòng mình ấm áp hơn bởi những điều mà cô gái bên cạnh tôi đã mang đến cho quý vị. Tôi hy vọng rằng cái câu tôi vừa nói, cái cụm từ tôi vừa nói đó là một tia nắng của lòng biết ơn, một tia nắng nhỏ của sự lạc quan yêu đời sẽ giúp cho quý vị có được ngày mai thôi. Thật vui quý vị nha. Cảm ơn quý vị rất nhiều, bởi vì ngày mai vui thì tiếp theo nó cũng sẽ là những niềm vui mới. Chào quý vị, tạm biệt để cùng đến với những số sau với chúng ta. Xin chào. Quê tôi sớm tinh mơ, tiếng gà gọi cha và quốc gia đồng. Ai đêm nắng đông đầy đôi vai, cháy những giọt mồ hôi.
gọi là thần kinh thép thì cũng có. Dạ. Thần kinh thép cho cái cuộc sống của chị và thần kinh thép cho những cái vai diễn của chị. Dạ, chị rất táo bạo, rất quyết liệt. Và thậm chí là em thấy là chị quyền lực lắm. Chữ tại chỗ luôn, chữ mà chị dính lòng hết hồn á. Tại vì đợi là đợi chị ra đánh chị luôn. Đã nói rồi, cuộc sống của người đàn ông của người ta là ở ngoài đường, là cái chỗ công việc, rồi cái chỗ của bạn bè. Từ đó nó mới là có tiền về mà nuôi ai? Nuôi cô. Anh đi.